Kệ kệ kệ. Đó, phải phát cỏ ha. Phải phát cỏ như thế này. Anh ngừng máy lại chút xíu đi. Nha. Và chúng ta là làm sao đó khi dứt mưa dầm bước qua nắng á, chúng ta phải có một lượng cỏ thế này nè. Nha. Để chúng ta tấp vào trong gốc nha. Bây giờ là phát để đây. Nhưng mà bước qua mùa nắng, anh tắt máy đi. Anh tắt máy nói chuyện xíu. Dạ. Đó, cỏ nó cao nhưng phát xong là, bây giờ phát là bỏ đây. Nhưng mà làm sao đến khi mà mùa nắng đó anh đưa hết vào cho em nha. Và trong vòng 20 ngày là muối nó chuyển hóa thành bột. Cái bột cỏ đó nó trộn vào trong đất, nó giữ ẩm, nó giảm cái lượng nước tưới nha. Nha. Rồi anh làm việc đi. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi sắp tới ha. Bây giờ chúng ta thấy là cỏ nàng chầu nha. Nhưng mà cần phát đi một cái thì 30 ngày sau chúng ta quay lại, chúng ta thấy là cỏ cứt lợn hoặc là cỏ lá rộng ha. Đây là cứt lợn, được chưa? Nó ra tới đây rồi nè. Bây giờ nó chỉ cần đợi đợi này phát đi thì hạt cỏ này nó nảy mầm vượt, chứ nó đã nằm trong đây nhưng mà nó không quang hợp được đó. Nên chúng ta phát một cái thì hạt cỏ từ trong này, tại vì bác nó thay đổi từ trong này mà là như vậy ha. Nên phải phát cỏ đi thì mới thấy cỏ cứt lợn, còn nếu để như thế này thì chúng ta sẽ không thấy cỏ cứt lợn. À. Vườn này là nát như tương. Đúng. Cái vườn này đó, nó vừa nát mà nó vừa già nữa. Nhưng mà không, ý là nó có vườn so với cái vườn anh kia nát như tương ở trên kia, sao bộ lá nó đỡ hơn nè. Anh này xài xi sau à, hay sao? Anh này xài trước. Mà tại sao cái vườn này tính ra nát thì thân thì không nát lắm, mà sau cái hữu cơ nền nó ít. À. À, cứ cào ra. Cào ra cho nó có cái bồn đó phải không? Đứt hết qua để tơ đúng không? À. Thì ra trời ơi, thì ra là như vậy. Thôi rạn da rồi. Ra cái như vậy thì trái không đẹp được. Đây thế này. Đúng. Khổ ha, nông dân khổ ha. À, phải thay đổi em ơi. Chúng ta đang làm một cuộc cách mạng mà, thay đổi toàn diện. Nhưng mà ok nè. Bộ lá không đẹp nhưng gai vẫn nhọn và hồng. Nha. À, nó là như vậy nha, không phải là có nhiều người nghĩ cái gai này nấm. Là, nó phải nhọn và nó hồng như vậy. Nó hồng nha. Bộ lá không đẹp mà trái khá tốt. Ờ, à, họ đẹp. Đây là dinh dưỡng bổ sung thôi anh. Nếu mà bộ lá nó đẹp nữa thì cái trái này sẽ đẹp hơn. Chúng ta bổ sung cái công thức Luân Phiên pha combi rồi đó. Nhưng mà nếu có bộ lá nó đẹp nữa thì trái này sẽ đẹp hơn. Ví dụ như trái này nó lui lại một tháng nữa thì đợi cái bộ lá này nó ra thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Thôi kệ vậy, chấp nhận được. Ok. Đây nè. À, phóng đọt nè. Phóng đọt nè, cái này là gọi là phóng chưa, cái này là gọi là mọi người. Phóng chưa? Mà có rụng đâu. À, tức là ra tay. Từ ban đầu thì không được như vậy luôn. À, tức là người ta tiếc không em? Người ta tiếc. Đó. Kéo bấm cho một cây thì nó chạy hơi tiếc. Thì người ta không có trái mà. Mà Vương cái thọ thấy bức về người ta bực mình đó. À ha, đọt nè. Ta thấy nè, à, không phải vậy đâu. Mà phải lật bớt trái dục đi á. À, sao rụng được nha. Anh nào mà để ra đọt mà rụng là phải coi lại ha. Coi lại cái người dân, coi lại cái tay nghề của anh đó. À, như thế. À, cùng một chỗ Thuần Thiên đào tạo ra nhưng có người này người nọ. Ai, cái này hơi khó. Hồng, gai nhọn, không được tét ha. Tét gai là thua. Ok. À, chưa đẹp. Nhưng mà bộ lá như thế này mà như vậy lại đẹp. Nhưng mà đúng ra thì bộ lá nó đẹp thì nó sẽ đẹp hơn. Ok. Không được để tét gai. Tét gai là khả năng sượng là cực kỳ cao. Thôi được rồi. Cái vườn này tệ thiệt các Vương ơi. Cái vườn này nát à, đúng rồi, cái vườn này nát thì cái chứ. Ừ. Mà mới có 3 tháng nha. Mà nếu mà không đeo trái thì nó sẽ đẹp lắm, mà tại vì đeo cánh rút hết rồi nên là càng khó phục hồi. Tại đeo trái thế này thì muốn cũng ra ngọn cũng có ra được đâu hả? Không ra được. Trời. Thôi được rồi, như vậy là nông dân chi phí khoảng 2 trái này ha, với cái giá 50 ngàn thôi ha, thì chúng ta có thể là trả lại cho vườn này. À, đủ chi phí ha. Hai trái này giá 50 ngàn thì đủ chi phí cho cái cây này hôm nay. Rồi, ok.
dựng lên từ vườn nát đây ha. Nhìn thế này mà không có thịt chó ha.